Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP với sự vào cuộc quyết liệt của các sở ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã mang lại những bước tiến đáng kể cả về quy mô và giá trị sản xuất hàng hóa. Toàn tỉnh hiện đã có 54 sản phẩm đặc trưng của các địa phương được gắn sao. Thực hiện chương trình này là giải pháp quan trọng để cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, gia tăng giá trị sản xuất. Theo kế hoạch, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 150 sản phẩm OCOP được công nhận đạt chuẩn từ 3 sao trở lên, trong đó ít nhất 3% đạt sản phẩm OCOP 5 sao. Riêng trong năm 2022, hỗ trợ 34 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP theo quy định. Xây dựng cái chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm ấy là nó giúp cho được phát triển được những cái sản phẩm chất lượng tốt và mở rộng được các cái quy mô vùng sản xuất, rồi là phát triển được các cái làng nghề, ngành nghề sản xuất gắn với những cái chương trình OCOP, và thông qua đó thì nó giúp cho được cái giảm nghèo, giải quyết việc làm, thế rồi là chuyển dịch cơ cấu lao động vùng nông thôn. Là một trong những đơn vị có sản phẩm được lựa chọn xây dựng thành sản phẩm OCOP trong năm nay, Hợp tác xã chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu An Thịnh Phát, xã Khánh An, huyện Yên Khánh đang tích cực đẩy mạnh thực hiện chương trình bằng nhiều giải pháp. Chỗ tôi cũng đã đăng ký với lại chỗ chi cục phát triển nông thôn của Sở Nông nghiệp là về đăng ký cái sản phẩm OCOP. Thế thì quá trình sản phẩm OCOP thì có nghiên cứu, thì một là cái yêu cầu nó cũng rất nghiêm ngặt đấy, về mặt chất lượng. Thì một là phải làm đầy đủ các cái thủ tục về vệ sinh an toàn thực phẩm đấy, về điều kiện sản xuất cũng như thì là cái đấy. Hai nữa là quá trình sản xuất đấy thì mình cũng phải đảm bảo được các cái tiêu chuẩn theo quy định và được các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền họ kiểm tra giám sát cái việc đấy, mọi cái tiêu chí của mình đều đạt theo các cái quy định. Đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, các ngành, các địa phương đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, chủ động khảo sát sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của mình để có kế hoạch thực hiện cụ thể. Yên Mô đã có 4 sản phẩm OCOP, trong đó là có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 1 sản phẩm đạt 3 sao. Và trong từ nay đến 2025 thì chúng tôi đã dự kiến xác định có thêm 15 cái sản phẩm về đạt chuẩn OCOP, và trên cơ sở những cái sản phẩm đặc sản, đặc hữu của địa phương. Và từ những cái sản phẩm này thì chúng tôi đã tham mưu cho huyện là có chính sách hỗ trợ. Yên Mô là có cái đề án số 04 là sẽ hỗ trợ cho mỗi cái sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia là 50 triệu đồng để khuyến khích bà con. Đồng thời là về cái thủ tục hồ sơ thì phòng chúng tôi sẽ tham mưu cho hội đồng là để chỉ đạo giúp đỡ cho các đơn vị này hoàn tất cái hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất về quy trình thực hiện các thủ tục đăng ký và công bố chất lượng sản phẩm, đồng thời hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, hữu cơ, nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm OCOP của tỉnh trong việc giao thương, xúc tiến thương mại, liên kết hợp tác kinh doanh đầu tư, quảng bá thương hiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.